Ám ảnh kinh hoàng, clip phụ nữ tài xế lùi ô tô lao thẳng vào cửa hàng gây tai nạn. Hôm nay ngày 16 tháng 11, trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông, truyền tay nhau clip với caption như sau. Đang làm việc cho một cửa hàng ở Hải Phòng, nam bảo vệ bất ngờ bị ô tô đi lùi với tốc độ cao tông trúng. Ô tô này chỉ dừng lại khi đuôi xe đâm vào cửa hàng vàng trang sức. Tình huống ra sao, mời cả nhà cùng Sài Gòn TV xem tiếp nhé. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 15 tháng 11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại một cửa hàng trang sức nằm trên đường Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Vụ tai nạn đã khiến nam bảo vệ của cửa hàng bị gãy chân. Thời điểm xảy ra sự việc, nữ tài xế điều khiển ô tô đang cố gắng lùi thì bất ngờ tăng ga lao thẳng về phía cửa hàng trang sức, cán đổ nhiều xe máy dựng trên vỉa hè trước khi đâm trúng nam bảo vệ. Nhiều ý kiến cho rằng nữ tài xế đã đạp nhầm giữa chân ga với chân phanh trong quá trình lùi xe nên mới dẫn tới tai nạn đáng tiếc. Lỗi đạp nhầm chân ga khi phanh không phải là hiếm gặp, đây cũng là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến lỗi này là do tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh của người lái khi gặp tình huống bất ngờ, hoặc thậm chí là sự cẩu thả, dẫn đến những phản xạ ngoài ý muốn, gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân thứ hai là thói quen lái xe không chuẩn và mới sử dụng xe số tự động. Nguyên nhân này có thể là tư thế ngồi sai, lấy chân phải giữ ga, chân trái đạp phanh. Nguyên nhân thứ ba xuất phát từ thói quen vẫn cài số D và giữ chân phanh khi dừng xe tạm thời. Nếu có tình huống bất ngờ cần xử lý đúng thời điểm này, tài xế sẽ rất dễ bị động và nhầm lẫn. Tại hiện trường, dưới gầm xe ô tô là một chiếc xe gắn máy bị hư hỏng nặng, cửa kính cường lực của cửa hàng bị vỡ vụn sau cú va chạm mạnh, nửa thân xe ô tô nằm gọn trong cửa hàng trang sức. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên. Còn bạn nói sao về pha lùi xe của nữ quái xế gây ám ảnh này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.